Chúng ta đã được chào đón sự hiện diện của đầy đủ những người anh em, những người bạn bè. Đó chính là nam ca sĩ Huy Cường, gương mẫu của một nghệ sĩ mẫu mực, là tấm gương của rất nhiều các em đi sau. Em mời anh ạ. Quý vị thấy nam ca sĩ Huy Cường thì cả một đời ca hát chưa bao giờ có một sự tham gia nào hâm mộ vô cùng luôn. Vâng ạ, thưa các anh chị và các bạn thân mến, ngay lúc này Mánh đã được mang lên sân khấu và một con số tôi thấy nó hơi sai sai, nhưng mà thôi, cả nhà mình cứ coi đó là sự thật đi. Mới có 18 tuổi, cái độ tuổi mà chúng ta muốn thử cũng cả đấy rồi. Thưa quý vị thân mến, danh hài Vượng Dâu, em mời anh Công Vượng lên đây ạ. Cả nhà mình đợi anh rất lâu rồi, anh chưa biết chuyện gì đang xảy ra đúng không ạ? Anh lên đứng cạnh cái số 18 trong của em. Vâng, thưa quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta đã được chào đón sự hiện diện của đầy đủ những người anh em, những người bạn bè mà Minh Thành ngày hôm nay rất là chân quý cùng với tất cả quý vị và anh chị và các bạn ngồi dưới kia. Đấy, chúng tôi muốn chào mừng tất cả các gia đình nhà mình lên sân khấu. Nhưng mà thực tiếp là sân khấu này chúng tôi dành cho họ. Đúng ạ. Không sao cả. Bởi vì hôm nay vui. Cho em hỏi là ai vừa phụt đấy ạ? Tôi nó khỏe thế. Anh Henry ạ? Thưa quý vị, nam thần Henry thì hôm nay Minh Thành mà chọn nam thần Henry khu xung quanh là người hơi sai lầm rồi. Bởi vì anh Henry tối nào cũng ăn khoảng 10 con hàu sống. Nhìn cái cách mở rượu là biết ngay. Ok, và bây giờ cả nhà mình hãy, thôi thì em tưởng đọc có một ý kiến như thế này. Nếu được thì xin được cảm phiền tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, những gương mặt vô cùng thân thương đang có mặt tại phòng trà 24 giờ. Nếu được thì chúng ta có thể đứng dậy được không ạ? Rồi, bởi vì đây sẽ là những hình ảnh mà ông kính của chúng tôi sẽ giữ lại trong buổi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đứng dậy và hướng về sân khấu cùng hát vang hết sân đây để gửi tới nhạc sĩ, nghệ sĩ keyboard Minh Thành những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc anh một đời bình an và đủ tuổi công dân rồi, anh có thể làm những gì mình muốn. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay được chia tay tuổi 18 rồi đúng không ạ? Cả nhà mình ơi, hãy cùng đi lên được không ạ? Sẽ được gặp xin được làm đầu nối nhá, giữa anh Minh Thành cũng như tất cả các nghệ sĩ đang hiện diện tại sân khấu cùng với quý vị khán giả và các bạn khán giả. Nhưng mà hôm nay em sẽ được gửi một hai ba ta cùng vỡ tan em.